Anh em xem thì nhớ ấn đăng ký mới lại ấn like những bộ mình thích để nhận thông báo mới nhất khi bộ đó ra tập mới nhé. Phật môn bất động ấn. Hóa ra ngươi cũng có truyền thừa Phật đạo. Có vẻ ngươi cũng có. Đương nhiên. Nếu đã vậy thì so tài tuyệt học Phật môn đi. Bàn nhược chỉ. Quang minh ấn. Đừng đánh nữa, đừng đánh nữa, ta nhận thua, nhận thua. Đương nhiên là ngươi thua rồi, đến kiếm ta còn chưa dùng. Danh sách nên con đường thành thần ở đâu? Nếu không phải là nhất thời hứng lên, nói đấu kỹ pháp Phật đạo với người, rồi bị phản vệ, thì với thần công bổn nguyên của ta, chẳng lẽ lại sợ đế kiếm của người? Nhưng thua thì thua thôi, có gì đáng nói đâu, có gì đánh nói đâu. Lệnh bài, đã lên con đường thành thần. Tiếp theo, mấy người cũng muốn đánh với ta. Ngươi đừng ngông cuồng, nhất định sau này ta sẽ không tha cho ngươi. Chúng ta rút. Nam nhân thối, ngươi đợi đó. Lần trước chuyện ức hiếp ta, ta vẫn còn nhớ đó. Sớm muộn cũng có ngày ta thua phục người. Có gan thì thử xem, ta lại sợ ngươi chắc. Diệp mình, giao tiền trang ra hoặc là chịu chết. Giao tiền trang ra hoặc là chết. Giao tiền trang ra hoặc là chết. Không ngờ nhiều cao thủ như vậy tới đối phó với một mình ta ư? Có phải đây là phúc ba đời nhà ta hay không? Bía công đức, cho ta đổi 1.000 bùa diệt hồn. Bùa diệt hồn hòa nhập vào cơ thể, cho ta sở hữu sức mạnh diệt hồn. Không ngờ lại chuẩn bị nhiều bùa diệt hồn như vậy. Chúng định giết hết chúng ta hay sao? Lực cười dựa vào một võ tông nhỏ bé. Con nghé mới đẻ đâu biết sợ hổ. Vậy sao? Nay Diệp Minh ta sẽ đại khai sát giới. Giết hết xác ngựa, giết hết các ngươi. Xem các ngươi còn hỗn náo hay không. Nói lớn mà không biết hổ thẹn. Tiểu tử tìm chết. Đây là cái gì? Không hình không bóng, còn sắc bén nữa. Không thể nào nhìn được dấu vết. Vô lượng thiên nổi, vạn sát trưởng, phẫn thiên công. Sức mạnh tuyệt đối, nhất lực phá vạn pháp.